Đây là một cặp loa cây rất là nặng đô của Pioneer. Và cái anh em đang muốn sở hữu cặp này nhất là băn khoăn nhất là cái phối ghép. Đấy, clip này em sẽ phối ghép với một chiếc Omni. Nó rất là quen thuộc với các bác. Dòng 607 X các của Sansui. Em này công suất tiêu thụ là 230W. Đấy. Còn cặp loa thì là cặp HE100. Đây mời các bác xem. Đây là cặp phải nói là rất chất lượng của Pioneer. Nếu mà trong dòng loa cây thì đây có thể gọi là một trong những em top top 5 đình đám của Pioneer. Có HE100, có 504, có V50F, có V12. Đấy, là những em rất là đình đám. Cặp này thì nó sử dụng hai bát 25 và một tép kèn. Đấy. Màu đẹp, màu màu kiểu màu nâu. Đôi này nặng khoảng gần 90 kg. Đôi này. Đấy, rất là nặng đô. Rồi, bây giờ các bác em sẽ tiến hành bật để các bác nghe. Đấy, nghe thử xem nha. Biết rồi, với những dòng HE100 hàng chất bãi từ Nhật về, những cái cặp đẹp như này thì thị trường bây giờ nó rơi vào khoảng tầm độ 22 đến 24 triệu tùy shop. Vì đây là hàng cũ, hàng bãi, do đó thì cái giá nó sẽ có cái biên độ dao động. Tuy nhiên thì hiện tại thì tuần này bên em đang giảm giá cho những cái dòng sản phẩm như thế này để chia sẻ với các bác thêm về những cái khó khăn trong cái đợt Covid.
Đấy, rồi sẽ có giảm giá các bác nhé. Sẽ có giảm giá cho các bác, sẽ rẻ hơn cái giá em vừa nói. Trong tuần này các bác là có nhu cầu sở hữu cặp rất là đỉnh đám của PNR này thì điện thoại sớm cho em. Cơ hội để sử dụng cặp loa nghe hay, bày đẹp, và đây là một cặp loa rất là đáng để sưu tầm. Các bác có thể search thông tin cặp HE100 sản xuất tại Nhật thập niên 90, đầu thập niên 90, loa cực kỳ đẹp luôn. HE100 ghép với 6.7 nữa các. Xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.